Ngày 16 tháng 12, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển hơn 800 kg mỡ động vật bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc. Tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường con tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Sơn La thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện xe khách mang bị kiểm soát 26F00148 do Trần Ngọc Quang, sinh năm 1979, Chú tại tổ 5, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La là chủ, dừng đón khách tại bến xe thành phố Sơn La. Tiến hành kiểm tra bên trong khoang xe có chứa 832 kg mỡ động vật, mỡ bò. Anh Quang khai nhận thu mua số mỡ trên từ nhiều cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố Sơn La để đem đi Hà Nội tiêu thụ với giá 7.000 đồng 1 kg. Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh, nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng phần lớn số hàng hóa đã bốc mùi hôi thối và biến đổi màu sắc tổ công tác đã tiến hành tạm giữ số hàng hóa trên để tiến hành xác minh xử lý theo quy định